Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh vlog 2 giấy xe đét. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục xuống vườn bứng một số cây phôi 2 giấy Mỹ về giao lưu với anh em nha anh em. Số cây rất là to các bạn. Số cây rất là khổng lồ luôn. Như cây này thì hoành nó khoảng 40 mấy 50 các bạn. Dáng thú như này. Cây rất là to luôn. À, sáng giờ thì mấy anh em mình cũng bứng được nhiều các bạn. Cái nhà bứng trăm mấy cây anh em. Đây con đây cũng có cây thuộc hàng khổng lồ nữa các bạn. Cây này hoành chắc cũng có 50 anh em. Đâu sách cây này lên coi đẹp trai không tí, tí tí. Sắn cái này hình như nó còn cộng ghế. Cái này cũng đẹp trai lắm các bạn. Chà bá luôn. Tao bưng cả 20 kg không? Quá sức cái cây bự các bạn ơi. Bự hơn mày luôn tí. Quá dữ. Cây này nó khoảng khoảng mười mấy ký các bạn. Cây khủng khủng gì mình cũng có nhiều lắm nha, đây cây nữa nè. Cây này cũng thuộc dạng khủng này, dạng thú. Quá trời cây bự luôn các bạn ơi. Cây như một con heo luôn nha anh em. Quá sức cây nó bự. Rồi bên đây cây bự nữa nè. Cây rất là to luôn nha anh em. Và cây bự bự gì các bạn, mình không có nhiều nha anh em. Đó. Và cũng một số cây cúc cao. Đây một số cây cúc cao sáng mình đứng cũng nằm lai gai đây, cây cúc cao về nè các bạn. Đây như cây này. Cây này là dáng đế thú nè anh em. Đế nó rất là to luôn nha. Rất là to và nó cao khoảng cao khoảng 8 rồi. Cây này cúc cao nha anh em. Cây này thích hợp cho anh em làm tầng dù nha. Và còn hàng kiểu nhưng mà hàng tầm trung á, khoảng 2 mấy thế này, 2 mấy 30 thế này mình cũng bứng cũng rất là nhiều các bạn, rất là nhiều luôn, nằm lang thang dưới kia các bạn. Này mình bứng ngày mai mình nghỉ ngày nữa các bạn, dần mốt mình sẽ lên video báo giá với đem cụ thể nha, thông tin thông số rồi. Thằng này cũng thuộc dạng hàng khủng một cốt rồi các bạn. Bụp này luôn tí, bụp thằng khổng lồ này luôn quá. Cây bự gì mình có không nhiều nha anh em. Cây này mình có được chừng chục mười mấy cây à. Quá sức bự. Mấy cái này là rễ nó ăn cắm dưới các bạn. Còn như hàng bình dân kiểu như này thì có nhiều nè. Thằng này thì về giao lưu anh em chăm trong ngoài ngàn cây thôi nha anh em. Còn mấy con bự bự thì hơi nhiều tiền hơn xíu, cũng tùy cây các bạn. Giờ mình sẽ đo thông số chính xác và báo giá cho anh em cụ thể nha. Đây các bạn, đào cái buổi trời luôn, đào gần 2 tiếng đồng hồ các bạn. Đào gần 2 tiếng đồng hồ mới được cái nó. Quá dữ. Bưng lên luôn coi nó bự cái nào đi. Quá sức nó bự các bạn ơi. Bự mặt luôn. Bự hơn luôn, quá dữ, khoảng mười mấy ký luôn nha anh em. Còn đây cũng cây bự nữa các bạn, nhưng mà cây bự ở đây nó không có đẹp nha. Đây cũng dặn cây bự nè. Ngoài hoành nó cũng bốn mấy mà đều cái này xấu các bạn. Mấy cây bự bự xấu xấu này nó cũng rẻ tiền nha anh em. Có hàng khủng mà đẹp gì thì nó nhiều tiền chút xíu. Rồi như vậy là sau quá trình dài vận chuyển thì mình đã đem cây được về tới nhà các bạn. Bạn này thì anh em chuẩn bị xuống cây nha anh em. Đây xuống ngày mai mình mới lên video được nha các bạn. Và mình xuống được con mới mình để trong đây. Đem vô cái máy che hết các bạn. Tránh mưa tránh nắng nha anh em. Và hàng một cốt thì mình cũng có các bạn. Hàng một cốt có không nhiều nha anh em. Được mười mấy cây thôi. Mười mấy cây tông cao. Đế cũng rất là to đó, rất là khủng các bạn. Tông cao khoảng 1m7-1m8 nha anh em. Được 12 cây. Còn nhiêu thì hàng khổng lồ, hàng nhỏ nhưng mà tông nó thấp các bạn. Đây. Khui thử con cây cho anh em xem. Đây. Không đế sổ rất là dài quá. Không đế sổ khoảng 50 cm nha anh em.
Rồi như vậy mình xuống đá xuống hàng xong quá. Mình về được mấy trăm cây nha anh em. Đứng kia bên này một xe 200 mấy chục cây. Cây nhỏ có, lớn có, đủ các loại dáng luôn bà. Cây này thì nói chung là nó cũng dạng khổng lồ bà, khổng lồ quái á. Cái này mình mới có cắt sơ sơ bà, mai mình sẽ cắt cốt cành rồi cho chính xác rồi, đẹp như này, đẹp trai như này. Có chạy không nhỉ? Ok. Quả hoành à. Thanh, lượm tao thước thanh. Lượm tao thước, tao đo thử cái hàng này hoành được nhiêu thôi. Cái này hoành chắc cũng 40 cơ mà. Đây, thước bao nhiêu? Cây siêu quái thì mình cũng có nhiều các bạn. Mấy chục cây lận á. Nhiều. Ok. Rồi mình xin phép anh em mình kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha anh em.